Theo cơ quan chức năng, từ đêm ngày 15 tháng 1 đến chiều ngày 16 tháng 1, tại quán bia ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nhóm người bao gồm Tuấn Phò Mã, 38 tuổi, Đỗ Văn Bình, 28 tuổi và Trần Văn Phúc, 35 tuổi, cùng chú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, và Nguyễn Văn Huy, 20 tuổi, chú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đã cùng nhau đánh bạc dưới hình thức bán bia ăn thua bằng tiền. Trước đó vào ngày 5 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bình và Huy. Đến ngày 6 tháng 3, công an ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phò Mã 36. Những người này bị tạm giữ về hành vi đánh bạc. Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan cảnh sát điều tra, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan điều tra đấu tranh mở rộng vụ án. Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phò Mã hay Tuấn Phò Mã 36, sở hữu kênh TikTok có hơn 300.000 người theo dõi. Đồng thời, Tuấn còn có các kênh mạng xã hội khác như Facebook, YouTube, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Các nội dung mà Tuấn Phò Mã đăng tải thường là quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, hướng dẫn cách né cảnh sát giao thông, giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của Tuấn Phò Mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Hồ sơ quản lý Hoàng Đình Tuấn xác định người này từng có một tiền án về tội làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Đồng Nai và phải chấp hành 3 năm tù giam. Chấp hành xong án phạt tù, vợ chồng Tuấn lại trở về quê một thời gian, sau đó chuyển ra Bắc Ninh. Ông Lương Xuân Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, nơi Tuấn đăng ký thường trú, xác nhận Tuấn không phải người địa phương, vợ thì là người ở xã Lương Sơn. Vợ chồng Tuấn kết hôn cũng được khoảng 10 năm nay, tuy nhiên không thấy vợ chồng Tuấn thường xuyên xuất hiện ở địa phương. Ngày 7 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã An Khê, Gia Lai đã bàn giao hồ sơ vụ việc nữ sinh tên H, 17 tuổi, là học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, bị đâm tử vong cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ 30 phút vào tối ngày 6 tháng 3, em H và em T, 19 tuổi, cùng là học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Y Đôn, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, đã hẹn gặp nhau tại khu vực trước cổng trường mầm non Sơn Ca, thị xã An Khê để giải quyết mâu thuẫn. Tại điểm hẹn, giữa nhóm của nữ sinh H và nhóm của nữ sinh T đã xảy ra xô xát đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, em T đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người khiến em H tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế xã An Khê. Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ. Theo nguồn tin phóng viên báo Người Lao Động, không lâu sau khi xảy ra vụ việc, nữ sinh T đã đến cơ quan công an đầu thú. Đến chiều ngày 7 tháng 3, rất nhiều bạn học, thầy cô giáo của em H đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Theo các bạn học nhận xét, em H là học sinh có học lực khá, tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ của trường và lớp. Chiều ngày 7 tháng 3, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, trưởng công an thành phố Tuy Hòa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Thúy, 35 tuổi, là phó chủ tịch hội phụ nữ một phường ở thị xã Đông Hòa, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại một khách sạn ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, bà Thúy là nghi phạm đã dùng dao tấn công gây thương tích cho chồng mình là ông H, 38 tuổi, là hiệu phó của một trường tiểu học ở thị xã Đông Hòa, và bà Quy, 38 tuổi, cùng ở thị xã Đông Hòa. Trong đó, bà Quy phải đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào trưa ngày 21 tháng 2, ông H cùng bà Quy có đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở đường Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa. Do đã nghi ngờ chồng ngoại tình, nên bà Nguyễn Thị Lệ Thúy đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn để đánh ghen. Sau khi xác định được số phòng mà người chồng và bà Quy đang thuê để nghỉ, bà Thúy đã ập đến dùng dao gây thương tích cho ông H và bà Quy. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phú Yên.